Người phụ nữ lái ô tô 4 chỗ chạy trên cầu Cồn Khương, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã đâm hàng loạt xe máy khiến cho 3 người bị thương. Vụ tai nạn này xảy ra vào trưa hôm qua. Một số người chứng kiến cho biết khi sự cố xảy ra, ô tô chạy không nhanh. Song khi đâm chiếc đầu tiên thì ô tô bất ngờ giọt lên lao thẳng vào hai xe còn lại. Hơn 11 giờ trưa hôm qua, ô tô biển số Cần Thơ do người phụ nữ lái trên đường Nguyễn Văn Cừ hướng từ quận Ninh Kiều về Cồn Khương. Khi tới giữa cầu, ô tô tông 3 xe máy chạy ở chiều ngược lại. Sự việc diễn ra trong vài giây, kéo dài trên quãng đường gần 30m. 3 xe máy hư hỏng nặng, có chiếc giăng bánh, ô tô hư nắp capo, bể kính chắn gió. 3 người đàn ông đi xe máy chấn thương ở đầu, tay chân, nằm sóng xoài trên đường. Nặng nhất là shipper đang đi giao cơm trưa, bị hất văng lên capo, rơi xuống mặt cầu bất động. Thông tin từ cơ quan chức năng, nữ tài xế không có nồng độ cồn và chất ma túy. Người này khai, sau khi va chạm xe đầu tiên đã hốt hoảng, đạp nhầm ga khiến ô tô lao nhanh, đâm liên tiếp hai xe máy.